thấy là bé Trâm vợ của em càng ngày càng giống mấy cô vợ trong xóm mình rồi đó. Em cảm nhận đi, anh nói có đúng không? Ý anh nói rồi sẽ có một ngày em bị vợ đuổi ra khỏi nhà giống như anh đó hả? Như anh bị vợ đuổi á thì còn qua nhà em tá túc, chứ như em mà bị đuổi á biết tá túc ở đâu. Không phải lúc nào sợ vợ cũng là đúng đâu. Đôi lúc mình phải thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình. Mình phải sợ vợ như thế nào cho vợ vui. Như anh nè, cái cách sợ vợ của anh là nguyên nhà của anh rất là thích. Mỗi nhà có một cách gặt hái hạnh phúc khác nhau. Như em á, sợ vợ nên ở mức độ ôn hòa thôi. Chắc em phải học cách tránh những sai lầm của đàn anh đi trước, mới mong gia đình của em được hạnh phúc. Ủa, là chị chứ chị Lệ không có qua ăn mừng tiệc đặt bên con của em được hả? Ủa sao kỳ vậy? Dạ vậy thôi nha. Anh, chị Lệ với chị Lệ không qua được kìa. Dạ, biết làm sao? Thôi để anh đỡ em vô nhà. Ba thấy cái đà này, mấy mốt mình á, đừng có đặt tiệc làm tiệc gì mà thôi nôi đầy tháng tiệc đặt tên chi cho nó trộn rộn nhà cửa nó mệt lắm. Ba, con thấy á, ở nhà con là như vậy nha. Thôi nôi nè, đầy tháng đầy năm nè, biết ăn, biết nói, biết đi, biết bò. Cái nào cũng phải mở tiệc để ăn mừng cả. Trâm à, em bỏ cái kiểu nói nhà em, mẹ em như thế này, mẹ em như thế kia đi. Từ ngày cưới nhau về tới giờ, lúc nào anh cũng chịu đựng em, anh đã cố gắng rất là nhiều. Càng ngày em càng quá quắt thì làm sao mà gia đình em ấm được. Trâm à, mẹ thấy Hải Anh nói đúng đó con à. Vợ chồng của con còn trẻ, con đừng lấy lối sống của nhà người này rồi áp đặt vào lối sống của con như vậy, thì làm sao mà vợ chồng có hạnh phúc được, đúng không ông? Nhưng mà con thấy á, cái hẻm Hoàng Hoa này là cái hẻm nổi tiếng, hẻm không sợ vợ. Có nghĩa là trong cái hẻm này không một ông nào là không sợ vợ. Bởi vậy chồng con cũng không ngoại lệ, thưa ba mẹ. Và cá nhân anh á, trong một gia đình, chuyện chồng sợ vợ hay vợ sợ chồng không quan trọng. Quan trọng là chúng ta cần nhau thì cần phải biết yêu thương, che chở, đùm bọc. Như vậy thì mới gia đình mới hạnh phúc được. Hay, hay lắm. Xứng đáng làm đàn ông. Ba cảm thấy nếu mà vợ con nghe theo lời con thì gia đình mình mới được đại hạnh phúc đó con. À, đại hạnh phúc. Ừ, cái tên đại hạnh phúc hay đó con à. Hay là bây giờ đặt con của con tên là đại hạnh phúc đi, được không? Ờ, nếu không được thì thôi. Hải Anh, lúc nãy anh nói cái gì? Thái độ của anh đối với em như thế nào hả? Anh có biết là bao nhiêu lâu nay em luôn chờ đợi cái thái độ đó trong ngôi nhà này không hả? Hải Anh, anh có biết là lúc nãy nhìn anh em rất là thích không hả? Em muốn lúc nào chồng em cũng phải là một người phong độ như vậy, lúc nào cũng là một người trụ cột gia đình như vậy á, thì em đâu có ăn hiếp anh. Phải như vậy hoài nhá không, nhá không? Đi vô cho hai đứa nó dạ. Dạ thưa ba mẹ. Dạ con biết con đã làm cho ba mẹ phiền lòng nhiều, cho nên là ba mẹ cho con xin lỗi nha. Dạ bây giờ thì con biết rồi, con hứa con sẽ xây dựng một cái gia đình nhỏ hạnh phúc cho một cái gia đình lớn. Nếu như vậy thì bây giờ mình đặt tên cháu nội của mình là gì? Mình đặt tên là gì? Tùy con. Dạ, bây giờ mình vẫn đặt tên cháu nội của mình là Đại Hải Hạnh Phúc. Đại Hải Hạnh Phúc. Bỏ Hải, Đại Hạnh Phúc, đúng không con? Dạ đúng rồi. Dạ. Bí quyết để chồng sợ vợ là gì? Ở biết không? Là gì? Vợ luôn luôn ngoan hiền dễ thương như vậy đó. Ủa, nhưng mà nếu mà chồng sợ vợ như vậy á, chồng không sợ người ta cười vô mặt chồng hả? Ủa, nếu mà chồng sợ vợ vậy á, chồng không ngại người ta cười vô mặt chồng hả? Có gì đâu phải ngại. Vợ tôi sợ mà.